Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có 3 nội dung chính phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị sẽ đi điểm qua danh mục uh, tất cả các mã cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích ở trong cái quãng thời gian vừa qua gồm có những cái mã cổ phiếu ngành trụ uh, ngành thép rồi uh, công nghệ hôm nay ok sẽ phân tích thêm uh, hai cổ phiếu của ngành công nghệ sau đó chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí Ờ, nhóm ngành sẽ lắp bất động sản hạ tầng đầu tư công sau đó sẽ đi đến nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán còn thời gian thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số nhóm ngành trụ uh, nhóm ngành phụ nữa ờ, phần thứ hai thì chúng ta cùng nhìn lại kịch bản phân tích tuần video số 146 tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 10 các anh chị một tuần giao dịch cực kỳ khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ <laughs> có một vài cái dự báo dự báo về cái xu hướng thị trường trong tuần mới tức là cái tuần tiếp theo ở đây thì như vậy là chúng ta thấy rằng là sau một cái quãng thời gian mà chứng khoán mỹ đã đi vào một cái giai đoạn suy thoái rất là mạnh thì thị trường chứng khoán việt nam trong tuần vừa qua là một tuần giảm điểm cực kỳ mạnh luôn à, bộ ba tham số của thị trường thì nó đã à, test lại các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật và tất cả những ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đó thì nó đều đã bị phá vỡ và phần cuối à, phần phần thứ hai và phần thứ ba của bản tin tuần thì ông Lê sẽ dành thời gian để chúng ta đánh giá một số các cái kịch bản mà đã đề ra ở trong cái tuần giao dịch vừa qua Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi view danh mục các mã cổ phiếu cơ bản Thì đối với VIX trong tuần vừa qua VIX có một cái xu hướng khá là tốt khi mà lực bắt của dòng tiền đang quay trở lại tương đối là ok ở trong tuần vừa qua nó đã test lại vùng 54 và nó có những cái lực long khá là tốt và tiệm cận lại ở vùng 60 cộng trong phiên ngày hôm nay thì vix đã có những điểm test lại quanh vùng 58 và khả năng tuần mới thì vix cũng sẽ có những cái điểm trả cung lại quanh vùng 58 trong nhịp này thì có thể cái vùng kháng cự nó sẽ hướng đến khoảng vùng 65 đến khoảng vùng 66 ở đây thì chúng ta sẽ lưu tâm Uh, Vinhome trong tuần vừa qua thì nhìn chung là lực bắt của dòng tiền uh, cũng tương đối tốt khi mà đánh khoảng tầm tương đồng khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu trên một phiên và chúng ta đã nhìn thấy đây ạ uh, Chúng ta nhìn thấy rằng là cái đường MACD sau một cái thời gian nó cắm đầu đi xuống thì nó đã bắt đầu có cái gì ạ? Nó đã bắt đầu có cái tín hiệu là diện chuyển pha xu hướng Điều này nó cho thấy rằng là cổ phiếu đang tích cực lên và uh, cái xu hướng mà phục hồi của cổ phiếu nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tối ưu hơn Đó thì lực bắt dòng tiền là tạm ổn đối với Vinhome Phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã test lại ở quanh vùng 51.5 <laughs> 51.5 đến vùng 52 tương đối đẹp Tuần tới thì khả năng vẫn có điểm test này Và mục tiêu ở trong nhịp này thì nó sẽ hồi lên khoảng vùng 55 đến à, 56 đến khoảng vùng 56.5 Mạnh hơn thì có thể lên được đến khoảng vùng 60 ở đây Nhưng mà tuy nhiên cái vùng này thì chúng ta sẽ phải À, chờ thêm cái sự à, tích lũy tạo nền và cái dòng tiền bắt ở trong tuần vừa qua, à, tuần tiếp theo, đặc biệt là cái chỉ báo tín hiệu uh, MACD, à, cổ phiếu VRE trong tuần vừa qua <laughs> thì VRE đã quay trở lại test ở, này, test ở điểm này, test ở điểm này, test điểm 26 phiên ngày hôm nay thì uh, cái biên độ trong phiên tương đối là mạnh, tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là cái tín hiệu của đường MACD thì nó chưa thực sự là thuyết phục lắm và như vậy thì tuần tới khả năng vẫn còn ở quanh vùng 26 còn sâu hơn thì nó sẽ kiểu ra lại vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 ở Vinamilk trong phiên ngày hôm nay thì Vinamilk cũng đã có một cái biên đánh tương đối rộng tương tương đối rộng với chị test về tận vùng 66.5 sau đó có rút chân lên ở điểm rút chân này thì chúng ta sẽ cần cái sự tín hiệu của phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới như vậy khả năng sẽ quay lại về khoảng quanh vùng 68 đến khoảng vùng 68.5 ở VDC tuần vừa qua cũng đánh tương đối là tốt dòng tiền thì chưa thực sự là thuyết phục lắm tuy nhiên là tín hiệu giá thì như vậy là tạm ổn sau khi mà chúng ta có đánh giá cái vùng hỗ trợ 109 đến vùng 110 và VDC đã có một lực hồi đầu tiên về khoảng quanh vùng 117.5 sau đó thì nó đang tiếp tục uh, củng cố và xây lại nền ở vùng 112.5 đến khoảng vùng 113.5 tuần tới tích lũy thành công ở vùng này và lực cầu tiếp tục được đẩy vào thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng kháng cự tiếp theo. ở à, Đấy, bây giờ uh, trước đây nó là hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự đầu tiên đó là vùng ở quanh 120. <laughs> SKG trong tuần vừa qua thì nó đã bị mất thủng mất cái vùng ở đây đó là vùng 17 và sau đó nó tiếp tục quay trở về vùng 15.6 đến khoảng vùng 16 nó test cung ở đây Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay có rút chân lên tuy nhiên là về mặt kỹ thuật là nó đã bị mất cái vùng đệm uh, rất là quan trọng đây 15.6 Như vậy thì khả năng tuần tới SKG sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 14.5 và thậm chí sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán vùng 13 13.5 bởi vì trong cái xu hướng thị trường hiện tại thì chúng ta cũng chưa thể phán đoán được là đến thời điểm nào thì thị trường của chúng ta sẽ ngừng rơi. Đó, chúng ta phải cần thêm các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích. <laughs> Manzan thì trong tuần vừa qua xấu. Khi mà Manzan bị mất vùng 97, mất vùng 97 thì Manzan sẽ về quanh vùng 90, mất vùng 90 thì mansan sẽ về ở quanh vùng 76.5 đến khoảng vùng 77. À, nhìn về thiên hướng kỹ thuật như thế này thì man san sẽ, sẽ tiếp tục uh, tiếp tục đổ các anh chị đó lực bán rất là mạnh và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rằng uh, cái đường macd này nó đang cắm đầu rất là sâu điều đó cho thấy rằng là cái lực bán của dòng tiền đang hết sức là mạnh mẽ và chúng ta phải chờ đợi đến cái thời điểm nào mà cái tín hiệu đường macd các anh chị lưu ý như vậy đường macd nó bắt đầu nó đi ngang rồi sau đó nó hồi phục đi lên ở bên này thì khi đó chúng ta mới tính toán được một cái lực hồi của cổ phiếu <laughs> Uh, cổ phiếu BBH ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung nó cũng khá là xấu khi mà nó lần lượt uh, test hỗ trợ 52.5 bị thất bại đây, sau đó ở vùng 51, vùng 51 bị mất thì xu hướng nó sẽ quay trở về cái vùng 46 đến khoảng vùng 46.5 ở đây và tuần tới thì nó sẽ kiểm tra cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật này. Uh, trong trường hợp nó giữ được là tốt nhưng nhưng các anh chị lưu ý là chúng ta không không nên cố gắng dự đoán đâu là đáy đâu là đỉnh của cổ phiếu các anh chị nhé. À, chúng ta uh, gọi là gì ạ? Chúng ta chỉ biết rằng về đến vùng 46 46.5 ở đây, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Thì tại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì chúng ta chủ động chúng ta quan sát để chúng ta xem là à như vậy tại vùng này cổ phiếu có rơi nữa không? Hay là cổ phiếu tích lũy thành công rồi các cái chỉ báo kỹ thuật nó như thế nào để giúp chúng ta phán đoán là à như vậy có thể về đây thì cổ phiếu có thể hồi. Và lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu à uh, thăm dò lại cổ phiếu rồi căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật thì cái đó mới mua gia tăng thêm đó chúng ta cứ bình tĩnh từ từ trong trường hợp nếu bị gãy vùng 46 thì chắc chắn BVH sẽ chỉnh tiếp đó là cái 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 xu hướng của cổ phiếu và không bao giờ chúng ta có thể ngăn cản được cái xu hướng của cổ phiếu các anh chị lưu ý là như vậy ở cổ phiếu PNG trong tuần vừa qua thì PNG cũng quay trở về test cung ở vùng 105 thất bại nên là nó sẽ đi về cái biên hỗ trợ tiếp theo đó là biên 100 101 Uh, nhìn về mặt uh, ý đồ về mặt kỹ thuật thì khả năng tuần tới nó vẫn sẽ có ở khoảng quanh vùng 96.5 đến khoảng vùng 97.5 Tức là uh, về đến uh, những cái vùng này và chúng ta để đánh giá thêm xem thử là cái lực cầu lực dòng tiền bắt đó, Nó có bắt lại được đâu đó khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu trên một phiên ví dụ thế 2, 1, 2, 3 đó thì lực cầu bắt được 2 triệu cổ phiếu trên một phiên và giá có thể break lại vùng 105 Thì cái đó thì các tài khoản chúng ta cầm thì chúng ta có thể cạnh canh để chúng ta gom thêm Đó nó đe được cái giá ở trên này thì chúng ta mới mua Và lực cầu đạt yêu cầu Mvw thì nhìn chung là xấu nó Mvw xấu khi mà Các cái vùng hỗ trợ 62 sau đó là vùng 60 Bị phá và cây đến kết tuần với một lực bán tương đối mạnh và đường mà ACD thì đang cắm đầu rất là sâu và cái khi mà đường mà sẽ nó cắm như vậy á, thì cổ phiếu gần như một là đi nó thiên về kịch bản là gì giảm giá hoặc là tích đi thôi chứ còn nó khó để có thể mà diện nó có thể vượt thoát được thì như vậy là tuần tới xu hướng sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ kỹ thuật 55 à 52 Ở trong trường hợp nó giữ được 52 thì tốt nhưng mà nó không giữ được 52 thì đấy là một tín hiệu rất là xấu của cổ phiếu Uh, cổ phiếu pet ở trong tuần này cũng đã bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 28.8 ở đây một vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng như vậy thì với cái thiên hướng như hiện tại như thế này thì như vậy là pet có thể sẽ quay về vùng 23.5 đến khoảng vùng 24.25 ở đây uh, đi <laughs> trong tuần cũng đã quay trở lại vùng 60 Uh, thất bại ở vùng 60 thì nó sẽ hướng đến vùng hỗ trợ tiếp theo 53 hoặc là vùng 50 tức là có thể trong tuần tới thì nó sẽ có hai cái điểm uh, hạ cái tuần ở đây và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của ở uh, đi ở quanh vùng 50 và chúng ta thấy rằng là bốn lần 1 2 3 4 5 bốn uh, lần trong quá khứ thì khi mà nó chạm vùng 50 ở đây thì nó đều có thể diện nó đều có thể bứt thoát lên vậy thì đây là lần thứ thứ tư uh, nó chạm về thì chúng ta sẽ đánh giá thêm đó ô uh, tô hàng xanh ô <laughs> tô hàng xanh thì uh, đây anh chị chúng ta sẽ nhìn ở đây uh, Trong tuần vừa qua thì chủ đạo là nó đi ngang ở quanh cái biên 20 và đóng cửa vùng 20.6 Như vậy thì uh, cũng tạm ổn phiên ngày hôm nay thì bắt lực bắt cũng khá là tốt Như vậy thì có thể ngắn hạn uh, chúng ta có thể kỳ vọng rằng là cái nhịp chỉnh này thì uh, hàng xanh sẽ về lại đâu đó ở khoảng quanh vùng 18.5 18.5 đến khoảng vùng 19 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của ô tô hàng xanh nó sẽ tích lũy và khi thị trường nó bình ổn và nó phục hồi trở lại thì chắc chắn là những cái mã cổ phiếu này nó sẽ tăng trần thôi đó trong những cái lúc khó khăn mà nó tích lũy lại được nền thì khi mà thị trường thuận lợi thì cái khả năng tăng trần của nó rất là cao ở <laughs> sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu của ngành công nghệ gồm mã cổ phiếu FPT đó mà một số anh chị có yêu cầu phân tích thêm mã cổ phiếu này thì FPT ở trong tuần vừa qua thì FPT bị mất vùng 77 khi mất vùng 77 thì FPT sẽ đi về lại vùng 73.5 đến khoảng vùng 74 ở tuần tới thì đây là một cái nến mà nó đang thể hiện rằng cái xu hướng giảm giá của FPT đang tương đối là mạnh các anh chị chính vậy nên là cái vùng 73.5 thì sẽ cần chờ thêm để đánh giá xem là có trụ được không trong trường hợp không trụ được thì chúng ta vẫn phải tính toán về cái ngưỡng hỗ trợ của FPT ở khoảng quanh vùng 69 đến khoảng vùng 70 đó, 69 đến khoảng vùng 70 của nhịp này các anh chị. 69 đến khoảng vùng 70. Ok. Đây. Đó. Cổ phiếu thứ hai nữa là cổ phiếu CMG, mọi người cũng hay quan tâm đến mã cổ phiếu này thì trong phiên ngày hôm nay CMG cũng bị đạp tương đối là mạnh. Thì cái đặc tính của thằng CMG này nó đánh uh, trong tất cả các cái nhịp mà đánh xuống và nhịp phục hồi thì nó đều nó thể hiện một cái chữ V cái chữ V rất là, là 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 nhanh gọn và đây cũng là một cái nhịp xả rất là là phũ phàng của tạo lập đúng không anh chị và uh, chúng ta chú ý rằng là ở đây có vùng hỗ trợ 38.5 đến khoảng vùng 40 đây đang là hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này chúng ta cũng có thể uh, quan sát thêm trong trường hợp mà nó tích lũy tạo nền được ở vùng này và lực phục hồi thì có thể bắt quay trở lại uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, quay sang một cái nhóm ngành rất là quan trọng đó là nhóm ngành thép các anh chị gồm mã cổ phiếu Hòa phát HPG thì nhìn chung là nhóm thép ở trong tuần vừa qua thì đã bị rơi rất là mạnh và lý do nó bị rơi đó là gì nó bị mất những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng à, ví dụ như là Hòa Phát đã quay trở về test ở vùng 20.7 và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì Hòa Phát đã bị mất vùng này và khi mất vùng này thì nó cần một cây nến xác nhận đó là cây nến ngày thứ ba tiếp tục bị uh, rời xa vùng 20.7 và hệ lụy sau đó thì nó bị chỉnh rất là mạnh nó chỉnh chung với thị trường thôi nó cũng không thể chống đỡ được và Ờ, chúng ta thấy rằng là đường mà ACD bắt đầu từ đây thì đường mà ACD bắt đầu dị, cắm đầu đi xuống và đấy là một cái tín hiệu của cổ phiếu mà nó cho thấy rằng là một cái xu hướng khó khăn đó, khó khăn của thị trường hoặc là khó khăn của cổ phiếu trong thời gian ngắn hạn ở phiên ngày hôm nay thì có rút chân lên tuy nhiên điểm rút chân này thì cũng chưa thực sự thuyết phục và khả năng ngắn hạn thì chúng ta sẽ phải ngắm vùng 15 15 15 đến vùng 16 là hỗ trợ của Hòa Phát ở cổ phiếu Hoa Sen <laughs> Hoa sen cũng uh, trong tuần vừa qua đây. Hoa sen quay trở lại test vùng 14 và vùng 14 này bị mất thì nó sẽ đi về vùng 12. Và trong phiên ngày hôm nay thì vùng 12 cũng đang có những cái thiên hướng có những cái dấu hiệu bị mất và nó tạo một cái gáp giảm khá là khá là mạnh đây. Và hiện tại thì đường MACD vẫn chưa thể cái gì đảo chiều xu hướng và nó vẫn đang có một cái thiên hướng là đi xuống, chính vậy nên là À, tuần tới thì sẽ quan sát thêm ở quanh vùng 12 trong trường hợp mà nó không lấy lại 12 thì Xu hướng là sẽ ở vùng 10 đến khoảng 10.2 à, Nam Kim Trong tuần cũng quay trở lại test ở vùng 17.5 bị thất bại Tiếp tục ở mốc 16 thất bại và, và Trong phiên kết tuần thì nhìn về xu hướng là nó đã bị mất rồi Mất hỗ trợ rồi Và khi mất hỗ trợ thì nó sẽ về lại vùng 14 Đó, Về 4 mà không trụ lại được thì Uh, nó sẽ hướng lại ở đây, đó là khoảng quanh vùng 12, 12.5 Đấy là những cái uh, dự báo sớm để chúng ta cũng uh, không vội vàng bắt đáy Chúng ta phải quan sát thêm cái thị trường, quan sát thêm cái xu hướng của cổ phiếu uh, Cổ phiếu VGS, VGS thì nhìn chung là nó chưa xấu đó, Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn đang giữ được ở vùng 14, 14.5 Na là đóng cửa hôm nay là đúng 14 Uh, tuy nhiên với một cái xu hướng thị trường như hiện tại thì khả năng cái vùng 14 này khó giữ mà nó có thể nó nhún về quanh vùng 12 rồi sau đó nó mới bắt đầu nó mới uh, vượt thoát để nó long lại để nó break lại vùng 14 đó thì cái khả năng kỹ thuật nó sẽ là như vậy cổ phiếu TVN Uh, Tvn cũng đã quay trở lại test vùng 7.7, bị thất bại 7.2 và như vậy thì nó sẽ hướng đến vùng 6, khả năng quanh vùng 6 nó sẽ dập điều. Còn trong cái trường hợp vùng 6 mà nó không giữ được thì vẫn phải tính toán ở khoảng vùng quanh 5.3. 5 uh, Cổ phiếu test tiến lên, khi mà nó bị mất ở đây, mất vùng 8.5 thì xu hướng nó sẽ uh, quay về vùng 8. Đó... Uh... Mất vùng 8 thì nó sẽ có xu hướng quay về khoảng quanh vùng 6 Đến khoảng vùng 6.5 Nói chung là như vậy Khả năng ngắn hạn thì uh, cổ phiếu này sẽ ngắm ngắm về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật Quanh vùng 6 Đó. Về đến vùng này rồi khả năng mới bắt đầu có những cái tín hiệu long sọt ở quanh này Và xây nền <laughs> tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí thì như các bạn đã biết là hiện tại thì OPEC cộng đã quyết định là giảm sản lượng khai thác khoảng xuống khoảng 2 triệu thùng trên một ngày à, chính điều đó đã giúp cho giá dầu với đã, nó đã có cái sự phục hồi tương đối là tốt từ vùng giá 80 76 76 chấm 76, 76.5 từ vùng 6.5 và đã phục hồi lên được khoảng quanh vùng giá 90. Như vậy là OPEC đã quyết định là gì ạ? Chúng ta phải cắt giảm sản lượng để đảm bảo giá dầu ở đâu đó ngưỡng khoảng từ 90 đến 100 U trên một thùng. Đó và điều này thì đã khiến cho giá dầu bật tăng. Và hiện tại thì nhìn nhìn trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nhóm P thì đang ok nhất thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chúng ta sẽ xem thử xem là ở nhóm P hiện tại thì đang nói như nào và những cái mã cổ phiếu nào thì uh, có thể có tín hiệu để chúng ta uh, thu gom thì đối với gas là trong tuần thì gas đã quay lại vùng 104 105 nó xây khá là tốt nhưng phiên kết tuần thì lại bị đạp cho nó là mạnh uh, với đà này thì tuần tới gas sẽ có ở khoảng quanh vùng giá 100 chúng ta sẽ đánh giá thêm ở hỗ trợ này ở uh, PLX PLX. trong tuần thì Plex đã đi về vùng 32.5, đó là vùng mà dự kiến Plex sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy. Uh, nhìn chung thì cuối tuần thì nó mất ở vùng uh, nó mất vùng 32, nhưng mà cái điểm điểm mất của Plex ở cũng nó cũng chưa xa vùng 32. Nên cái câu chuyện là có khả năng là Plex sẽ tiếp tục uh, có những cái điểm long short ở quanh vùng 32 32.5 và chúng ta lại đánh giá thêm ở kịch bản trong phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba. Uh, và um, vùng hỗ trợ kỹ thuật của P tiếp theo đó là vùng ở vùng 30 đó. Trong trường hợp nếu như mà nó không tích lũy lại được ở trên vùng 32 cộng và nó bị sọc mạnh, tức là nó bị đạp mạnh á, thì nó sẽ hướng về vùng vùng hỗ trợ 30. ở vùng 30 đã phải là đáy chưa thì cũng chưa chắc các anh chị nhé chưa chắc. Có thể là về vùng 30 nó tích lũy đây rồi nó lại về vùng 26 25 5 Thì cái câu chuyện là gì để mà phán đoán được cái xu hướng của cổ phiếu thì chúng ta cần dữ liệu và với dữ liệu kết tuần như thế này thì chúng ta vẫn còn cái sự mong manh của uh, mã cổ phiếu PLX ở quanh vùng 32-32.5 <laughs> cổ phiếu PPT <laughs> PPT ngày hôm nay có một cái đâu nến khá là dài và kết phiên thì nó lại lấy lại được cái vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 là vùng hỗ trợ của cổ phiếu PPT OK, thì nhìn về mặt kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta có thể uh, hình dung rằng đây một cái nền nút chân, nhưng sau cái nền nút chân này thì nó cũng chưa chắc đâu. Và uh, cái tín hiệu kỹ thuật của PVT thì uh, PVT hiện tại thì đang khá là ok, tức là cái đường mát có đang có xu hướng ngừng rơi. Uh, như vậy thì có thể kỳ vọng tuần tới sẽ ở có nếu nó có test lại thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh quanh vùng 172 hoặc 17 ở đây, tức là đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật có thể có thể có những cái điểm test lại đây và kỳ vọng từ đây thì PVT sẽ bắt đầu uh, có một cái lực phục hồi đó để lead nhóm P đây cũng là một tín hiệu kỹ thuật tốt PVB con PVB bò này cũng khá là hay con PVB bò này cũng khá là hay ở trong thời điểm hiện tại thì cũng đang có một cái dòng tiền nào đó đang bắt cổ phiếu này tuy nhiên là cổ phiếu này thì ở nhìn trên cái đặc tính đạo lập của nó là nó thường kéo rất sốc Nó thường kéo rất sốc và sau đó thì nó cũng diện nó cũng sụ rũ rất là sốc Và đây đang là có một cây đến tuần rút chân lên Thì thường thường sau một cây đến tuần này thì PVB nó sẽ có một cái sự phục hồi Đó thì tuần tới là các anh chị có thể đặt Theo quan điểm của Hùng thì có thể đặt thu gom ở quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 Là tạm ổn ở đây và chúng ta ngắn ngắn ngắm lại vùng kháng cự mười chín tức là khoảng nếu mà mua được 16 sáu thức ăn được khoảng tầm ba nghìn đồng trên một cổ phiếu đó thì như vậy cũng là khá là thơm thơm <cười> <cười> Ờ uh, MPVS ở thời điểm hiện tại cũng đang khá là ok rồi các anh chị nhá Trong tuần vừa qua thì mặc dù thị trường binh biến nhưng mà như vậy là PPS vẫn giữ được uh, những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 21.5 Tuần này thì nó lấy lại được vùng 22.5 cộng như vậy là tạm ổn uh, Tuần tới thì có thể là ke ở quanh vùng 22.5 Đây có thể sẽ là những cái vùng mà diện PPS sẽ có thể quay trở lại kiểm tra cung cầu một lần nữa Đó thì chúng ta có thể cân uh, các cái tài khoản kẹp hoặc tài khoản mua mới cũng được Chúng ta có thể cân đo đong đếm ở đây và hướng một cái nhịp hồi t ở đây của cổ phiếu pvs và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đây, đường mà acd đang có những cái tín hiệu thu hồi à, như vậy là cái tín hiệu nó sẽ tích cực hơn ở trong những cái phiên giao dịch tiếp theo à, pvd hiện tại cũng đang tạm ổn <laughs> trong tuần vừa qua pvd đã có hai điểm test kỹ thuật điểm thứ nhất đó là vùng mười chín và điểm thứ hai đó là vùng 18 năm nó không về biên sâu 17 năm đến 18 và lực cầu bắt của ngày hôm nay đã đạt khoảng 15 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là chúng ta nhìn thấy là sau một cái uh, sau một cái giai đoạn mà PVD uh, tụt cung cầu thì bây giờ bắt đầu lực cầu đã gì bắt đầu được bơm bơm vào đó lực cầu đã bắt đầu được bơm vào và PVD thì trong cái nhịp sóng này thì khả năng cao là PVD sẽ có một cái sóng to to <laughs> theo quan điểm vùng như vậy ít nhất là nó cũng sẽ vượt thoát được vùng 22.5 và thậm chí nó có thể đi về lại những cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây đó là khoảng vùng uh, 27, 28, 26, 27 đây. Như vậy là PVD cũng là một mã cổ phiếu tiềm năng cho cái tuần giao dịch tiếp theo. Oi thì chưa đạt. Oi nhìn chung là hôm nay nó đang tiếp tục quay trở lại về vùng 10. Như vậy là chúng ta sẽ cần thêm tín hiệu để đánh giá. Ở trong trường hợp thủng 10 thì chúng ta phải tính toán cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của Oi đó là vùng 8 đến khoảng vùng 8.5. Ờ như vậy thì chúng ta không không nên cố gắng phán đoán ở đâu là đáy các anh chị và chúng ta chỉ có dự báo thôi và từ cái dự báo đó căn cứ tín hiệu kỹ thuật ví dụ như ở trong tuần tới nó long vượt vùng 10.5 và lực cầu nó bắt đầu bắt lại khoảng tầm độ trên 3 4 triệu cổ phiếu thì đó có thể là chúng ta sẽ bắt nháp thăm dò. Đó còn trong trường hợp nếu nó thủng 10 thì như vậy chúng ta phải từ từ để chúng ta quan sát thêm. Đó, ví dụ POVK ở đây các anh chị nhìn thấy chưa? Đó, nó test vùng 12.5 thất bại thì nó sẽ đi về, nó sẽ đi về vùng 12. Và 12 thất bại thì chắc chắn rồi Không có lý do gì cả Đó là vùng 10 đến khoảng 10.3 Và vùng 10 đến vùng 10.3 đã chắc chắn đã phải là, là là thành công hay chưa Thì phải đánh giá Chứ không phải là cứ về đến đây là bắt đầu cắm đầu cắm cổ mua Đó, đó cái câu chuyện là như vậy đó, ví dụ như về đến đây nó sau đó thì nó dập dìu này nó đi lên để nó đi xuống nó đi lên nó đi xuống rồi sau đó nó đi lên bên này và bắt đầu nó hình thành một cái sóng tăng và bắt đầu có lực đánh dòng tiền tốt này rồi tín hiệu kỹ thuật tốt này rồi giá tốt này đó rồi thị trường chung tốt này còn bây giờ đường mát nó đang cắm đầu như thế này thì đừng có dại mà hù vào hù vào chỉ có chỉ có tan xác thôi các anh chị chỉ có tan xác thôi <laughs> BSR ở đây cũng như vậy BSR thì hiện tại là đây bây giờ nó đang đang dập dình được ở đây tức là gì nó đang dập dình được ở quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 ở ờ, Tuy nhiên ngày hôm nay thì nó có một cái nến mút nến khá là sâu chính vậy nên là có thể sang tuần nó vẫn còn À, có những cái điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng 18 7 18 7 đến khoảng vùng 18 đó tức là chúng ta phải dự báo thêm cả những kịch bản này nếu như bắt thì phải dự phòng thêm đúng không, anh chị đó dự phòng thêm dòng tiền và nói chung là đây cũng đang là những cái hỗ trợ khá là tốt của BSR rồi thì cũng có thể là bắt đầu diện chúng ta nháp đó. nháp nhẹ nhẹ nhàng thôi các anh chị nháp nhẹ nhàng thôi để chúng ta gọi là diện dò đáy đó. cái câu chuyện là chúng ta dò đáy còn 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 thực tế, ví dụ như là cái câu chuyện là gì, nó về đến vùng 18 Thì hoàn toàn nó có thể thủng vùng 18 các anh chị Đó, nó về đến vùng 16 cơ Ví dụ như vậy Đó, vậy thì, như vậy thì chúng ta phải cần phải phân bổ dòng tiền Ví dụ 18 chúng ta bắt nháp này, để chúng ta thử xem xem là À, như vậy là mình bắt nháp như vậy đúng hay sai Trong trường hợp sai thì như vậy là chúng ta chỉ mua khoảng 5% thôi Thì về đến vùng 16 chúng ta vẫn còn tiền để mà mua Đó, còn ví dụ chúng ta ôn in ở vùng 18 rồi Thì như vậy về 16 còn đâu tiền nữa mà mua, đúng không ạ Đấy, thì cái cái, cái phương pháp để mà chúng ta dò lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong cái giai đoạn hiện tại này rất là quan trọng để giúp chúng ta xác định được một cái mặt bằng mới của cổ phiếu và để từ đó chúng ta thì chúng ta bắt đầu giải ngân hành trình chém cá trên thớt để đi về bờ đó rồi bây giờ thì đi phân tích sang một cái nhóm ngành cực kỳ quan trọng đó là nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng thì như anh chị em đã biết rồi nhóm này thì nó khó khăn chung ở nhiều góc độ thứ nhất là góc độ về dòng tiền đúng anh chị ngân hàng siết tín dụng bất động sản thì đương nhiên chứng khoán nó cũng bị ảnh hưởng đấy từ cái ngày mà <laughs> ngân hàng siết tín dụng cái là chứng khoán ọp ẹp luôn đúng anh chị thị trường bất động sản thì cũng ảm đạm luôn đó ờ, cái thứ hai nữa là các anh chị lưu ý rằng là trong cái quãng thời gian uh, chúng ta cứ nói khoảng từ tháng 5 đổ về trước đi tháng 5 của năm tức là từ cái vụ tân hoàng minh đổ về trước đi thì tất cả các doanh nghiệp bất động sản là các ông đều huy động vốn huy động trái phiếu tùm lum và các anh chị ngày hôm nay thì không biết là thông tin chính thức hay không chính thức à, à không à báo mặt báo lên rất nhiều rồi tập đoàn à, à, nó liên quan đến hệ sinh thái của công ty cổ phần chứng khoán tvsi vạn phát hưng ok các anh chị và tvsi đã phát hành trái phiếu cho bên đơn vị này và nó nói chung nó lằng tờ lòng hàng lắm đó và huy động đâu đó cái số tiền huy động và những cái sai phạm của bạn phát ưng nó tương đối là căng thẳng và ngày hôm nay thì có một cái thông tin đưa là uh, Bác bắc tuấn à thì là đã từ tần uh, còn nguyên nhân nguyên nhân chốt uh, chết đột ngột như nào đấy thì không được báo chí nêu rõ nhưng mà khả năng là nó cũng sẽ liên quan đến rất nhiều những cái yếu tố về doanh nghiệp và <laughs> theo những cái thông tin bùng được biết thì uh, thanh tra chính phủ cũng đang kiểm tra rất là gắt gao À, các cái đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản à, kiểm tra chín ông à, kiểm tra 10 ông thì có đến chín ông sai phạm và sai phạm các cái mức độ sai phạm đó thì uh, khả năng chưa được công bố nhưng mà mà cũng rất là căng thẳng đó và khi mà các doanh nghiệp bất động sản bị bị sờ gáy hoặc bị khởi tố bị liên quan đến uh, các cái hoạt động uh, về trái phiếu vân 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 thì đấy sẽ là những cái uh, những, những những cái thông tin rất khó khăn đối với nhóm ảnh này thì đấy là chúng ta lưu ý một số các ý như vậy. Ở <laughs> à, DG anh chị, như vậy là DG đã xả hết rồi và tuần này thì DG đã về vùng 26 27.5. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và bây giờ nó cũng về lại đây và à, ngày hôm nay thì lực bắt của DG nó đã bắt 16 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy thì trong cái giai đoạn hiện tại là bắt đầu có dòng tiền lớn đó, bắt đầu có giảm tiền lớn xuất hiện ở đây thế còn uh, nó xuất hiện có với mật độ như thế nào thì chúng ta cần phải đánh giá thêm uh, nhưng như vậy là cũng là một cái tín hiệu mừng đối với những cái cổ đông mà chúng ta đang cầm uh, cổ phiếu dg. có thể sang tuần tới thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu khởi sắc hơn của cổ phiếu này uh, có thể là tạo lập sẽ nhún về quanh vùng 22 và sau đó thì nó sẽ có những cái cây nến rút chân lên và chúng ta đánh giá thêm cái cái khả năng phục hồi của dg ở trong tuần giao dịch mới <laughs> Ờ, cổ phiếu Shell ở đây thì Shell đang hạ dần độ cao mất vùng 23 thì nó đi về vùng 20 mất vùng 20 thì xu hướng nó sẽ ở vùng 13 7 đến khoảng vùng 15 ờ, nhìn về tín hiệu của Shell thì khả năng như vậy là tuần tới Shell sẽ có những cái điểm test kỹ thuật về quanh vùng 13 7 đến vùng 15 đó các anh chị điểm này chưa có động lực để phục hồi ờ, cổ phiếu HBC ờ, trong tuần thì HBC đánh tương đối xấu khi mà nó thủng vùng 17 6 thì nó sẽ đi về vùng 15 năm thủng 15 năm thì nó sẽ đi về vùng 13 và trong trường hợp uh, tín hiệu kỹ thuật như thế này thì đúng đang khá là khó cho HBC các anh chị nhé như vậy là vùng 13 thì chắc chắn là tuần tới là là đến nơi rồi Đó, vùng 13 thì đến nơi rồi <laughs> vùng 13 đến nơi rồi và vùng 13 này có giữ được hay không thì chúng ta lại phải chờ thêm trong trường hợp nếu như mà dòng tiền tiếp tục đánh thủng gãy vùng 13 như vậy thì chúng ta phải sẽ phải ngắm về à vùng 11 đến khoảng vùng 11.5. 11 Như vậy khi đó thì là cổ phiếu này về đây mới có thể có những cái uh, đợt phục hồi. <laughs> đất xanh trong tuần cũng khá là xấu khi mà nó bị mất vùng 19.5. Sau đó thì nó mất vùng 17.5 ở đây, 17.55. 17.5 mất vùng 17.5 và sau đó thì nó đang hướng về vùng 15. Như vậy thì đất xanh thì chắc chắn là về vùng 15 rồi. Đó, tín hiệu kết tuần khá là xấu và đường MACD thì đang cắm đầu cắm cổ đi như này thì như vậy là nó rất là xấu ở trong giai đoạn thời điểm hiện tại Về vùng 15 thì sẽ đánh giá thêm DXS, DXS như vậy là 14 xu hướng bị mất vùng 14 thì khả năng ở đây nó sẽ ở khoảng vùng 10.5 đến khoảng vùng 11 Cặp tiếp theo đó là SCR, SCR trong tuần vừa qua cũng tiếp tục quay trở lại test cung và điểm test thất bại ở vùng 8.6 thì nó sẽ hướng về vùng 8, vùng 8 thì như thế này là thất bại rồi thì nó sẽ về, về đến vùng 7, vùng 7 mà thất bại thì nó sẽ hướng về vùng 5.7 đến khoảng vùng 6, đấy là những cái vùng mà uh, chúng ta dự báo về mặt kỹ thuật và qua những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. <laughs> À uh, LDG cũng như vậy, LDG mất ở uh, đây là LDG mất vùng 7.5 thì nó sẽ hướng về vùng 7, mất vùng 7 thì nó sẽ hướng về vùng 6 đến khoảng vùng 5.5. Uh, nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật như này thì xu hướng là về đến vùng 5 đến vùng 5.5 là rất là cao. Ờ <laughs> uh, CI và NBB, CI thì uh, à phiên ngày hôm nay CI cũng khá là tích cực. Khi mà nó bị đạp uh, gần sát đến sàn ở vùng 17 và sau đó nó rút chân lên được ở khoảng quanh vùng 18. Thì đối với ngắn hạn đối với C2 thì cũng đang có một cái sự kỳ vọng nho nhỏ thôi Bây giờ trong trường hợp mà thị trường như này thì chúng ta cũng Ờ uh, Chúng ta cũng khá là khó khá là khó để chúng ta <laughs> phán đoán và định lượng được và chỉ mong rằng là xe 2 sẽ có những cái điểm tích lũy tạo nền ở trên vùng 17 cộng và lực cầu tiếp tục được bơm vào và xu hướng thị trường nó sẽ ổn áp hơn thì đó chúng ta sẽ bắt thêm NBB phiên hôm qua tăng kịch trần mà hôm nay lại uh, lại ảo tung chảo như này. Cũng không sao cả bởi vì uh, <laughs> NBB ở trong thời điểm hiện tại thì cũng vẫn nhìn thấy có những cái điểm những cái gam màu sáng. Và những cái gam màu sáng đó được uh, tính toán ở vùng 17.5 17 nó khá là ok. Uh, sau một phiên đẩy mạnh thì uh, phiên ngày hôm nay nó lại trả hết và khả năng thì chạm đến đâu đó khoảng vùng 18.5 này thì uh, lực kéo của dòng tiền nó lại tiếp tục nó lại kéo lên thôi và mục tiêu ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn ngắm đến cái sự hội tụ kỹ thuật ở quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.23 của cổ phiếu NBB và trong trường hợp nếu như nó vượt thoát được vùng 23 thì khi đó thì chúng ta sẽ tính toán thêm ở những cái phương án tiếp theo của cổ phiếu này cặp thứ ba đó à, ba bộ ba cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu FCN com FCN thì khá là xấu trong tuần vừa qua Ở khi mà nó à, nó bị mất vùng 13 và tiếp tục nó quay trở lại vùng 11 năm và phiên ngày hôm nay thì vùng 11 năm nó cũng bị phá chính vậy nên là cái thiên hướng kỹ thuật là FCN sẽ về khoảng quanh vùng 10 à, chúng ta xem thử nào trong cái thời gian vừa qua thì đáy của cổ phiếu này oh, cũng sâu phết đấy cũng sâu phết chứ không phải là không sâu như vậy thì các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở đây sẽ hướng về khoảng quanh vùng 10 Và trong trường hợp mà nó tích lũy được Ở vùng 10 thì là cái điều tốt Các anh chị nhé Tích lũy được ở vùng 10 thì nó là cái điều tốt Mà trong trường hợp mà nó không tích lũy được à, Sau khi nó chỉnh về và nó test cung trả nền Và nó bị thất bại đó, Thì như vậy là chúng ta phải hướng đến vùng 7.3 Như vậy là cái vùng sâu hơn của cổ phiếu SCN Chấp nhận thôi Và chúng ta phải chờ đợi khi nào mà <laughs> Cổ phiếu có một cái nào tích lũy ổn định Và khi đó thì chúng ta sẽ <cười> <cười> Bắt đầu chiến đấu VCG trong tuần vừa qua thì VCG cũng bị mất ở đây là mất vùng 21 và hiện tại như vậy thì nó còn một cái vùng hỗ trợ cuối cùng ở đây đó là vùng 16 căng thẳng đấy kết quả này mà mất vùng 16 thì hơi căng thẳng VCG mà mất vùng 16 thì cũng hơi căng thẳng các anh chị 10.5 <laughs> 12.5 trong trường hợp mà mất vùng 16 mà không lấy lại được đó mà cái cái điểm test cung này mà nó bị thất bại thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến vùng 12.5 rồi các anh chị đó chúng ta không còn cách nào cả các anh chị chúng ta không thể bảo là ôi mày ơi mày đừng có rơi nữa đó mà cổ phiếu nó cứ vận động vậy thôi và không ai có thể chống lại được cái xu hướng đó cả trừ khi chúng ta có khoảng gần 1.000 tỷ C4G C4G phiên ngày hôm nay cũng xấu xấu khi mà nó bị mất vùng 11 4 và tiếp tục đánh mất vùng 10.5 Tuy nhiên thì nó có một cái điểm ở đây chúng ta cũng đang lưu tâm nó là giảm tiền đang khá là thấp như vậy là tín hiệu này thì cũng tạm ổn đó chứ mà nếu mà khối lượng cổ phiếu mà giảm mà thanh khoản cứ tăng ở mầm thì đấy cũng là một cái 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 cái, góc độ rất là nan giải rất nan giải đây thì nó cũng như vậy thôi Các anh chị thấy nhìn thấy đây Sau một cái giai đoạn mà cnco 4 Nó ấy nó 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 tạo lập lên Và nó đi một cái giai đoạn đây là nó mất vôn Và kỳ vọng trong cái giai đoạn này nó cũng như vậy Nó mất vôn đi Để là không ai bán nữa nó ai bán nữa rồi nó tích lũy ổn định Rồi khi đó thì chúng ta mới tính toán được một cái Điểm phục hồi để bắt đầu chúng ta vào lại hàng Ờ, cặp tiếp theo đó là TDH em nào thủ Đức Hao thủ Đức Hao phên ngày hôm nay cũng bị mất vùng 4.7 rồi ờ, à, mất cái hỗ trợ 4.7 này thì nói chung là cũng không biết là nó sẽ đi tiếp về đâu nhưng khả năng là nó sẽ đi về quanh vùng 4.5 hoặc là sâu hơn sẽ là vùng 4 đó như vậy thì sau một cái giai đoạn mà TH tích lũy được ở trên vùng 4.7 thì đây là cái tín hiệu đầu tiên cho thấy cái sự thất bại của cổ phiếu. Và sau cái tín hiệu này thì chúng ta sẽ cần đánh giá thêm xem thử là nó có bật lại được hay không và trong trường hợp nếu không bật lại được thì chắc chắn là vùng 4. Ờ uh, DRH Dream House, DRH thì cũng bị thủng mất hỗ trợ rồi. Uh, thùng mất hỗ trợ ở đây nó là vùng 7.3 và phiên tuần này thì nó đang tiệm cận về vùng 6 uh, Vùng 6 này mà bị phá vỡ thì khả năng sẽ ở khoảng vùng 4.5 Các anh chị, khả năng sẽ về đến vùng 4.5 đấy uh, Bởi vì sao? Bởi vì cái thiên hướng kỹ thuật hiện tại thì nó đang hơi xấu Và cũng chưa có một cái tín hiệu kỹ thuật nào để đảm bảo rằng là cổ phiếu DRH sẽ ngừng rơi ở quanh vùng 6 bởi vì sao bởi vì đường mát cũng chưa ổn này rồi cái tín hiệu dòng tiền ở đây thì nó cũng đang chưa chưa được ổn áp lắm trừ khi trường hợp là phiên thứ hai tuần tới lực bắt cực kỳ mạnh và cổ phiếu này tăng trần trở lại ví dụ như vậy thì đấy là một cái kịch bản nó nó đi theo cái thiên hướng kịch bản địa tích cực à, còn trong trường hợp nếu như vùng 6 mà không lấy lại được mà cứ vập vờ vập vờ ở đây và 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 có một cái lực bán đẩy mạnh qua cái điểm này thì như vậy là nó sẽ bị bán rất mạnh ở sau đấy Uh, cổ phiếu ITC <laughs> ITC hiện tại thì cũng đang khá là ok nhất đúng không lực uh, giảm tiền bắt ở đây khá là tốt này và hiện tại thì nó cũng đang có quay trở lại uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây ở đây là khoảng quanh vùng 10.7 đến khoảng vùng 11 một uh, không bị thủng uh, ok không bị thủng ở đây xây nền tạo đáy tích lũy ở đây thì cái cái chúng ta lại tiếp tục có một cái gì chúng ta tiếp tục có một cái hành trình ở uh, quay lại vùng 15 đến vùng 16 bản chất đối với mã cổ phiếu ITC này thì cũng đã có phân tích những cái vùng kháng cự hình như cổ phiếu này chia bởi vì là cái đỉnh ở đây mà mà bây giờ nó tụt thẳng xuống đây đây này những cái này là chia này các chị đó trong tuần vừa qua thì ITC chắc chắn là chia cổ tức à, rồi cặp đôi tiếp theo đó là HDG và HDC thì uh, cặp đôi này thì HDG đang khá là xấu sau khi nó test vùng 39.5 nó bị thất thủ thì nó sẽ về vùng 36.5 và tuần này thì mất luôn 36.5 Và khi mất 36.5 rồi thì không có gì phải bàn cãi cả đó là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 Đấy là cái xu hướng mà cổ phiếu sẽ quay trở về đây Và về đến đây rồi thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp HDC thì hiện tại đang khỏe hơn so với HDG Ở Trong tuần vừa qua thì nó, nó đã giữ được cái vùng 35 cộng và đi lại được cái biên 40 đến khoảng biên 40.2 ở trên góc độ kỹ thuật, trên góc độ kỹ thuật thì khả quan nếu như khỏe, nếu như khỏe thì giữ được ở vùng 40, còn yếu thì nó vẫn có khả năng là nó vẫn phải quay trả lại test lại cung cầu ở khoảng đâu đó, khoảng quanh vùng 47.5 đến khoảng vùng 48. Cặp tiếp theo đó là Nam Long Nam Long ở trong thời điểm hiện tại thì trong tuần vừa qua nó bị đè gãy vùng 30 Gãy vùng 30 thì chắc chắn rồi Không có gì về bản cãi ở đây là vùng 24 đến vùng 25.5 Và tuần tới nó sẽ kiểm tra lại vùng 24 Trong trường hợp mà gãy vùng 24 thì phải tính toán đến đó, Một cái, cái bản nó xấu hơn đó là Nam Long sẽ về 18.5 đến khoảng vùng 19 <laughs> Cổ phiếu KDH <laughs> thang điền cũng như vậy từ cái thời điểm ở trên này thì chúng ta là phân tích nó mất vùng 34 sau nó mất vùng 30 rồi nó mất vùng 26.5 và tiếp theo đây thì nó sẽ tiệm cận lại về vùng 23.5 và trong trường hợp thủng 23.5 thì như thế nào thì đó là câu chuyện chúng ta tiếp tục phân tích sau đó cái câu chuyện là gì không ai có thể giữ lại được neo lại được cả và cổ phiếu nó cứ vận động vậy thôi và nó vận động cho đến lúc nào mà nó đi về được ở cái quỹ đạo cân bằng thì cái đó thì À, chúng ta mới bắt đầu và chúng ta mới à lúc đấy là mới bắt được đáy này rồi lúc đó mới bắt được uh, cơ cấu này rồi lúc đó mới bắt đầu rồi giải ngân đó trong trường hợp thủng 23.5 thì chắc chắn sẽ về vùng 20 các anh chị yên tâm là như vậy đó thì chúng ta cứ từ từ đó, đừng có vội vàng trong cái thời điểm hiện tại mà vội vàng là chúng ta chỉ có nướng thân thôi các anh chị khó lắm thị trường khó <laughs> rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán thì uh, trong thời điểm hiện tại hai nhóm ngành này cũng hết sức khó khăn khó khăn từ vĩ mô khó khăn từ đủ mọi thứ đúng không ạ và đặc biệt là đối với nhóm ngành chứng khoán mà thị trường cứ như thế này thì làm sao mà phát triển được đúng không thì uh, chúng ta sẽ phân tích tiếp theo uh, nhóm banh trước việt công banh việt công banh ngày hôm nay đó thì uh, nói như vậy thôi các anh chị uh, trong bản tin tuần thì cũng đã có phân tích rồi đúng không ạ <laughs> ở xu hướng thì nó sẽ gì ạ nó sẽ về lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ví dụ như ở đây vùng 71 đến vùng 71.5 và vùng 71.5 bị mất thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 68 đến vùng 68.5 và vùng này bị mất Đó, thì nó sẽ đi về đâu Đó, thì câu chuyện là nó không nó cứ vận động vậy thôi đường mà ACD các anh chị quan sát ở đây đúng không ạ đường mà ACD nó cắm đầu nó cắm dốc như thế này thì khó khó lòng mà đỡ đấy vậy thì tuần tới nó sẽ 63.5 như vậy vùng hạ kỹ thuật tiếp theo nó sẽ là vùng 63.5 và với thiên hướng kỹ thuật này thì có thể việc công banh tuần tới sẽ tiếp tục về lại quanh vùng 63.5 mib mib cũng rất là xấu <laughs> ok anh chị thì đây mib trong tuần nó đã quay trở lại <laughs> kiểm tra vùng 19.2 vùng 19.2 thất bại thì sẽ đến vùng 18.5 18.5 như thế này là hỏng ăn luôn. Nó sẽ về vùng 17 và 17 như thế này cũng hỏng ăn luôn và 17 như thế này thì khó mà giữ lại được ở trong tuần tới và như vậy thì khả năng là S uh, MBB, MBB sẽ tiệm cận lại quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.3. Uh, cổ phiếu BIDV, Bid <laughs> biết ở trong thời điểm hiện tại uh, đó, tuần vừa qua thì nó cũng đã quay lại vùng 32.5 và điểm test cung này bị thất bại. Và khi điểm test cung này bị thất bại các anh chị thì nó sẽ đi về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của nó là vùng 29.5 đến vùng 30 và cây nến ngày hôm nay cũng là một cây nến khá là xấu của BIDV. Ờ, hiện tại thì nhìn trên góc độ kỹ thuật thì đường Mark vẫn tiếp tục cắm đầu đi xuống và nó chưa có một cái thiên hướng nào để nó có thể khẳng định rằng là cổ phiếu nó sẽ dừng rơi. Như vậy thì sau một phiên như thế này thì nó sẽ cần cây nến xác nhận các anh chị cần cây nến xác nhận ở đây. Cây nến xác nhận nếu như mà nến xanh và hồi phục lên thế này thì chúng ta sẽ gọi đấy là nến tích cực Còn trong trường hợp nếu một cây nến đỏ tiếp tục đỏ đặc và 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 tiếp tục uh, dịa xả xuống thì như vậy là chúng ta phải ngắm xuống vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 BIDV uh, Công thương Công thương cũng như vậy Công thương tuần này cũng bị mất nốt vùng hỗ trợ 21.7 ở đây <laughs> Khi mất vùng 21.7 thì nó sẽ hướng về vùng 20 20 mà bị mất thì nó sẽ hướng về vùng 19 và như vậy xu hướng thì không có gì phải bàn cãi cả anh chị 18 đến khoảng vùng 19 đó là vùng mà công thương sẽ dự kiến là công thương sẽ sẽ, sẽ bị về ở quanh vùng đó Techcom Ok Techcom cũng bị mất 31 thì nó sẽ về vùng 28 mất 28 thì nó sẽ hướng về khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 25 5 năm 26 tuần tới thì khả năng Tech cũng sẽ ngắm về vùng đó rồi và đường MACD đây các anh chị tiếp tục cắm và cắm như vậy thì uh, khó lắm tên anh ngày hôm nay thì hỏng rồi uh, bị rơi tỏ mất khoảng quanh vùng 23 23.5 rồi như vậy là nó sẽ đây và cái đường mà ACD chúng ta kỳ vọng gì các anh chị kỳ vọng là nó uh, nó hồi phục đi lên thì bây giờ trong phiên ngày hôm nay là bắt đầu diện bắt đầu có xu hướng lại cắm mạnh hơn tức là sau khi nó hồi và nó không hồi được và nó bắt đầu nó cắm đó, ờ, thì khả năng tuần về về nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật thì khả năng là tuần tới nó sẽ mất vùng 22. Như thế này sẽ mất vùng 22 và trong trường hợp nếu mà thủng vùng 22 thì đấy là một tín hiệu cực kỳ xấu của cổ phiếu TPBank. STB ở trong thời điểm hiện tại <laughs> STB trong thời điểm hiện tại là khó rồi. Khó rồi các anh chị. Uh, khi mà tuần vừa qua thì nó bị mất vùng 18 7 tiếp tục mất vùng 18 và cái nền kết tuần thì nó đã bị có một cái lực sọc rất là mạnh với lực sọc này thì nó sẽ về vùng 16 16 mà mất thì nó sẽ về vùng 14 14 bị mất thì nó sẽ về vùng 13 và hiện tại thì chúng ta cũng ngắm ngắm sơ sơ với cái binh tình như thế này thì khả năng là rất cao là vùng 16 thì không phải nói 16 thì chắc chắn rồi không không có gì phải bàn cãi nhưng mà vùng 14 thì chúng ta đánh giá thêm SHB cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì SHB đã bị mất vùng 12, mất vùng 12 thì nó sẽ đi về vùng 10. Đó, về vùng 10 thì có thể nó sẽ phục hồi một vài cái nhịp ngắn ngắn nhỏ nhỏ đây, rồi nó quay lại test và nếu như nó test gãy ở vùng 10 thì chúng ta phải ngắm về ở quanh vùng 8. Ở Liên Việt Postbank ngày hôm nay cũng ăn một cây sàn và Liên Việt Postbank thì nó cũng khó ở vùng 12, nó mất thì nó sẽ về vùng 11, 11 mất thì nó sẽ về vùng 10 vùng 10 mất thì nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 8.5 vùng 9 và trong cái tình huống hiện tại với thị trường như thế này đó và cái đường mac nó bắt đầu diện nó bắt đầu cái tốc độ rơi của đường mac nó bắt đầu lớn lên như vậy là cổ phiếu cũng khá là khó để mà ngắn hạn để mà phục hồi và xu hướng chủ đạo thì vẫn là xu hướng giảm giá là chủ đạo anh chị Ô oh, em BBB ngày hôm nay cũng xấu quá BBB như này là về đồ đá rồi Đó, BBB bị mất vùng 11 như vậy là gì ạ như vậy là hỏng rồi ok các anh chị như vậy là hỏng rồi và như vậy là vùng tám trăm sáu đến vùng chín ok <laughs> xu hướng sẽ về quanh tám trăm sáu đến chín và phục hồi tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm như vậy là nhìn chung thì nhóm banh đang tương đối xấu các anh chị à, nhìn qua những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy để chúng ta biết được rằng là cái xu hướng chủ đạo của nhóm ngành banh nó vẫn đang là gì ạ vẫn đang là một xu hướng chỉnh giảm ok bây giờ thì chúng ta sẽ view sang uh, nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng không nằm ngoài cái guồng quay như vậy các anh chị rất xấu rất xấu uh, sau những cái tín hiệu rất là tích cực của phiên kéo lên thì như vậy là thị trường chúng ta đã quay lại test cung Ờ, phiên ngày thứ sáu thì kéo lên khá là tốt và thị trường chúng ta quay lại test cung và những cái điểm test đó thì gần như nó đã bị thất bại trong phiên giao dịch của ngày thứ hai <laughs> và đến ngày thứ ba thì nó xác nhận cái tín hiệu thất bại đấy đây các anh chị ờ, ví dụ như là S, VCA đây các anh chị ngày thứ hai là nó diện nó quay lại vùng test kỹ thuật của nó vùng 27 đến vùng 28.5 và đến phiên ngày thứ ba thì nó xác nhận là nó bị mất vùng 27.5 ở đây mất vùng 27 ở đây đó và khi mất vùng 27 thì như vậy tín hiệu xấu rồi À xấu thì nó sẽ đi về đâu? Nói chung là về vùng 22 rồi. Thế này là về vùng 22. Còn về 22 có tích lũy được hay không thì đó là đánh giá tiếp. Ờ <laughs> à, VND test lại vùng 16.5 thất bại thì nó sẽ về 15, 15 mất thì sẽ về vùng 13. 13 mất thì sẽ về vùng 10. Nói chung là như vậy cứ từ từ và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng cũng chưa nhìn thấy được cái tín hiệu của đường mát ở đây đảo chiều chính vậy nên là xu hướng vẫn là gì chủ đạo là chỉ giảm ờ, cổ phiếu FTS ngày hôm nay cũng khá là xấu <laughs> trong tuần thì nó đã trở lại vùng 30.3 và vùng này nó bị mất thì nó về vùng 29 29 bị mất thì nó sẽ về vùng 26.5 đó 26.5 mà bị mất thì nó sẽ về vùng 24 24 mà bị mất thì nó sẽ về vùng 20 đó cứ như vậy thôi anh chị cứ bình tĩnh từ từ giai đoạn này đừng có vội SHS <laughs> ở đây cũng đó SHS thì trong uh, trong cái xu hướng mà chúng ta kỳ vọng nó lên SHS tích lũy tạo nền ở quanh vùng 10 đến vùng 10.5 thì tuần này nó cũng đa diện nó chính thức xác nhận rằng cái vùng 10 đã bị thất bại Vùng 10 thất bại thì nó sẽ đi về ở khoảng vùng 9 và vùng 9 thất bại thì à đây rồi. Thì sao? Vùng 9 mà bị thất bại thì nó sẽ đi về vùng 8 và khả năng ở trong nhịp này thì sẽ phải về quanh vùng 6.5 đến khoảng vùng 7. Đấy là dự báo sớm là như vậy, còn thực tế như nào thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Ờ uh, SSI SRI trong tuần cũng đã quay trở lại test vùng 18.5 và đây là những cái tín hiệu gì tín hiệu test cho thấy rằng là tín hiệu test bị thất bại khi thất bại ở vùng 18.5 thì nó sẽ hướng về vùng 15 thất bại vùng 15 thì nó sẽ hướng về vùng 12 và như vậy thì chúng ta cứ từ từ nha các anh chị nha, theo dõi xem hiện tại thì cũng chưa có tín hiệu chuyển pha ở đây HCM -E nó trong tuần quay lại vùng 24.5 Vùng này bị thất bại thì nó về vùng 23 23 bị mất thì xu hướng nó sẽ về vùng 7.5 18 đến khoảng vùng 18.5 Như vậy là tuần tới thì chúng ta sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây MBS Ok anh chị ở đây MBS thì chúng ta thấy rằng là trong cái tuần cũ thì cũng có đánh giá rằng là cái mức độ tích cực của cổ phiếu MBS nó là tốt nhất trong cái nhóm ngành chứng khoán Tuy nhiên đến tuần này cây đến cái tuần thì nó không không trụ được nữa tức là nó tốt thì nó tốt nhưng mà nó cái xu hướng của thị trường nó quá xấu đi thì như vậy là cái lực bán ngắn hạn của nó cũng sẽ xuất hiện thôi phiên ngày hôm nay nó bị mất cái vùng 15 và 16 thì xu hướng nó sẽ về vùng 14 và 14 này mà bị mất thì chúng ta phải ngắm về vùng 12 và khả năng thì trong nhịp này thì về vùng 12 thì cái đó mới có thể tính toán được cái sự hồi phục nói chung là như vậy hồi phục ở đây <laughs> Uh, CTS là cung 14 7 thất thủ thì sẽ về vùng 13 như vậy tại vùng 3 có thể có lực hồi uh, sau đó thì nó sẽ quay kiểm tra lại vùng 13 trong trường hợp mà lực hồi này mà không đủ mạnh và quay về vùng 13 bị thất bại thì như vậy là chúng ta phải ngắm về quanh vùng 11 uh, nhìn chung thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy được cái tín hiệu đảo chiều của đường MACD ở đây đối với mã cổ phiếu CTS Em <laughs> BSI B đi trả vùng 26 bị mất thì về vùng 25 và 25 bị mất thì không có lý do gì cả đúng không ạ 21.5 đến khoảng vùng 22 đây là cái biên hỗ trợ của tuần giao dịch tiếp theo à, BV BVS à, BVS ở trong thời điểm ngắn hạn ở đây thì chúng ta sẽ tuần vừa qua nó trả về quanh vùng 18 và vùng này nó cũng không trụ được nên là nó sẽ đi về vùng 16 đó, tuần tới thì sẽ quan sát thêm ở vùng 16 Còn trong trường hợp vùng 16 mà không ổn định Mà không đạt được mà nó bị mất Thì vẫn phải ngắm về vùng 13 13.5 đến khoảng vùng 14 Đấy là những cái dự báo sớm Trong trường hợp nó mất vùng 16 Các anh chị lưu ý ở Cổ phiếu AGR Tuần vừa qua nó cũng quay về vùng 9.2 Và nó bị thất bại anh chị Nó không có lực hồi ở đây À, chính vậy nên là gì ạ vùng 9.2 mà thất bại thì nó sẽ đi về vùng 8 và trong trường hợp nếu như vùng 8 bị thất thủ thì thì sao như vậy là chúng ta phải tính toán về vùng 5.5 đến khoảng vùng 6 trong trường hợp các anh chị nhé đó trong trường hợp mà nó thất thủ thì phải tính toán về đến đây bởi vì uh, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy một cái sự chuyển hướng nào tích cực ở trong thời điểm hiện tại hiện tại đối với mã cổ phiếu Agr nên là cái xu hướng chủ đạo của nó vẫn đang là xu hướng rơi ABX uh, ABX uh, cũng hỏng. Uh, nó bị mất ở đây nó bị mất vùng 9 đến vùng 9.3 thì nó sẽ hướng về vùng 8, mất vùng 8 thì nó sẽ hướng về vùng 7 đến khoảng vùng 7.3 và xu hướng khả năng tuần tới sẽ về quanh vùng 7 đến vùng 7.3 để chúng ta đánh giá thêm. Uh, cổ phiếu APG ở đây là vùng 6 bị mất và nhìn chung thì nó cũng rơi theo cả thị trường thôi vùng 4.7 đến vùng 5 đó là vùng mà gì ạ? chúng ta sẽ uh, dự báo dự báo cái khả năng xu hướng là cổ phiếu này nó sẽ rơi về đây trên trạc tuần trên trạc tuần thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy được cái sự chuyển pha xu hướng nào đáng kể anh chị vẫn vẫn đang khá là xấu thị trường dung xấu nên nó không không trụ được Ờ, cổ phiếu ORS, ở đây chúng ta xem nào View ORS xem nào <laughs> Thất bại ở vùng 12.3 Sau đó thì nó xuống vùng 11 Sẽ xuống đến vùng 10 Vùng 10 mà thất thủ thì sẽ hướng đến vùng 8.5 đến khoảng vùng 8.7 Và khả năng về đến đây thì mới bắt đầu có những cái Cái sự phục hồi Ở à, những cái điểm long short ở đây Quanh vùng 8.5 đến khoảng vùng 8.7 Ờ, cổ phiếu TCI như vậy là TCI trong tuần thì cũng chưa xấu lắm Khi mà nó vẫn đang còn giữ được vùng 8 ờ, Nhưng uh, lực bắt thì cũng khá là yếu Với tình hình thời điểm hiện tại thì khả năng vùng 8 khó giữ Và chúng ta phải tính toán đến cái vùng ở đây đó là vùng 6.8 Khoảng vùng 7 cái chị Đó, Ok <laughs> như vậy là nhìn chung nhóm chứng khoán cũng xấu đúng không anh chị không không có nhiều những cái yếu tố khởi sắc ở trong cái thời điểm hiện tại và uh, nhìn ở trên cái góc độ tổng thể uh, của tất cả các cái nhóm ngành thì nó đều như vậy nó đều đang đi theo một cái trend chung của thị trường đó là down trend và và chúng ta đều hiểu rằng là không ai có thể chống lại được quy luật vận động của thị trường không ai có thể chống lại quy luật vận động của cổ phiếu Uh, thị trường nó luôn luôn đúng, cổ phiếu nó luôn luôn đúng và chúng ta phải là những người mà nương theo những cái xu hướng của thị trường và nương theo xu hướng của cổ phiếu. Nếu như chúng ta chống lại xu hướng của thị trường, chống lại xu hướng của cổ phiếu thì một là chúng ta sẽ mất tiền, hai là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ vĩnh viễn uh, ra đi khỏi thị trường chứng khoán uh, và rất nhiều nhà đầu tư uh, trong cái thời gian vừa qua chắc chắn là rất nhiều nhà đầu tư F0 từ cái thời điểm năm 2020 21 đúng không anh chị? đó à, thị trường nó thuận quá cứ thả tiền ra là có ăn nó và đến năm nay thì họ đã phải trả giá rất là đắt đối với những nhà đầu tư đó và chắc chắn rằng là thị trường nó loại bỏ rất lớn rất lớn cái lượng nhà đầu tư F0 trong năm à, đã được mọc lên ở trong năm 2020 21 Vâng anh chị và đến sau cái năm 2022 này nó thanh lọc đi và nó sẽ còn lại những cái nhà đầu tư sừng sỏi ở trên thị trường à, những anh chị em chịu khó học hành những anh chị em chịu khó tích lũy kinh nghiệm Uh, bình tĩnh từ từ để chúng ta có được một cái đường đi nước bước ở trên thị trường chứng khoán. Và bản thân cá nhân Hùng Lê thì Hùng Lê đã theo thị trường chứng khoán được uh, từ năm 2010. Không phải là lâu, à uh, nhưng cũng không phải là mới, cũng không phải là ngắn. Và trong cái quãng đường từ năm 2010 và bây giờ là 2022, tức là 12 năm, à, trong 12 năm qua thì Hùng cũng đã chứng kiến rất nhiều những con sóng tăng và đồng thời cũng chứng kiến rất nhiều con những con sóng giảm. Ok. Và trên cái chặng đường đó thì chúng ta cũng học được rất nhiều những cái bài học, chúng ta có những bài học thành công, chúng ta có những bài học thất bại. Và chúng ta tích lũy lại được những cái kinh nghiệm đó để chúng ta tiếp tục đi. Và năm nay là năm 2022 thì ông Lê tin chắc rằng đến năm 2032, tức là 10 năm sau thì ông Lê vẫn ngồi để nói chuyện với các anh chị về thị trường chứng khoán. Uh, chắc chắn là như vậy. Vì sao? Bởi vì với một uh, cái cách tiếp cận thị trường với cái cách uh, nhìn nhận, đánh giá và cái cách mình uh, đã uh, tích lũy được những cái kinh nghiệm ở trong những cái thời gian đã chinh chiến ở trên thị trường mình đã sống được 10 năm thì chắc chắn là 10 năm tới mình sẽ sống được tiếp và thậm chí là mình sẽ trưởng thành hơn và mình sẽ có nhiều những cái cơ hội uh, phục thù hơn, mình sẽ có nhiều những cái cơ hội ở trên thị trường hơn. Cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải phân bổ được cái sức lực đó chúng ta phải phân bổ được cái sự cân bằng ở trong cuộc sống đó ví dụ ngày hôm nay mình chia sẻ thêm một tí ở thị trường chứng khoán chúng ta không phải là hút cháo nóng các anh chị những ai hút cháo nóng thì có thể là sẽ được rất nhiều tiền đận nhất trí nhưng người ta chỉ được ở trong một cái thời điểm thôi ở trong cái thời điểm đó họ được được rất nhiều tiền và những cái thời điểm sau đó thì họ bị ngã rất là đau và thậm chí là họ sẽ mất hết tất cả những cái gì mà họ có được đó là hút cháo nóng À, thế thì cái câu chuyện hút cháo não ở đây được hiểu như thế nào tức là trong cái cuộc sống của anh chị chúng ta có rất nhiều các cái mối quan hệ xã hội à, các anh chị là thầy giáo các anh chị là bác sĩ các anh chị là công nhân các anh chị là kỹ sư các anh chị làm ở rất nhiều ngành nghề khác và chúng ta có một cái sự đam mê đó là à, đầu tư chứng khoán ok các anh chị và cái sự cân bằng ở trong cuộc sống chúng ta phải đến từ cái những cái bài toán rất nhỏ đầu tiên hùng lê nói ví dụ là ví dụ các anh chị có một tỷ đúng không thì nhiều anh chị hút cháo nóng là đi vay mượn bạn bè anh em họ hàng huy động thêm được khoảng tầm 2 tỷ nữa ví dụ như vậy là 3 tỷ ném vào thị trường chứng khoán thì chỉ cần một nhịp nó mất cho khoảng tầm độ 50 phần trăm Ok các anh chị 50 phần trăm của 3 tỷ tức là mất 1 tỷ rưỡi Ok như vậy là chúng ta vốn chúng ta chỉ có 1 tỷ mà chúng ta mất đi 1 tỷ rưỡi rồi như vậy là chúng ta bị lõ mất 500 triệu nữa Ok như vậy là ngoài cái 1 tỷ chúng ta tích góp được chúng ta phần còn phải còng lưng để chúng ta trả nợ thêm 500 triệu nữa chưa kể lãi vay đó vậy thì uh, vậy thì cái câu câu chuyện hút cháo nóng ở đây nó là như vậy vậy thì chúng ta phải hút cháo lạnh các anh chị có một cái đầu lạnh hút cái cháo lạnh chứ đừng hút cháo nóng đó vậy thì để mà có được một cái đầu lạnh á trên thị trường chứng khoán thì cái điều đầu tiên đó là chúng ta không bị áp lực về tiền chúng ta không bị áp lực về tiền thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều có nghĩa là gì ví dụ Ờ, chúng ta có 1 tỷ thay vì chúng ta mang chúng ta đi vay mượn thì chúng ta sẽ mang lên thị trường chứng khoán 300 triệu tức là khoảng khoảng 30 phần trăm cái tài sản tiền mặt chúng ta có ok như vậy là chúng ta chỉ đầu tư chứng khoán 300 triệu thôi còn 600 triệu chúng ta làm gì 600 triệu thì theo như quan điểm của cá nhân Hùng Lê ấy, thì nó sẽ nằm ở khoảng 400 triệu các anh chị phải gửi ngân hàng vì sao lại như vậy Mặc dù chúng ta biết rằng là cái lạm tốc độ lạm phát của kinh tế của chúng ta một năm nó so với cái lãi ngân hàng gửi nó chỉ có 6% thôi. Nhưng chắc chắn lạm phát nó sẽ mất tầm 10%. Đó, tức là 100 triệu thì các anh chị một năm mất 10 triệu trong khi gửi ngân hàng một năm được có được có 6 triệu thôi. Ok các anh chị. Nhưng chúng ta vẫn phải gửi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống chúng ta vẫn phải có những cái thời điểm chúng ta cần tiền mặt. Chúng ta phải cân bằng cái cuộc sống và có một cái điều gì đó bất chắc xảy ra thì không phải là bán tống bán tháo cổ phiếu mình đang nắm ở trên 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 tài sản chứng khoán để mà lo những cái việc ở bên ngoài cuộc sống mà chúng ta có 400 triệu đó à, chúng ta có thể rút ra để chúng ta tạm dùng cho những cái chi tiêu hàng ngày đó, thế còn 300 triệu nó làm cái gì 300 triệu đó các anh chị cứ mua vàng nhung đó bởi vì sao bởi vì vàng nó là một cái công cụ thanh toán mặc dù rằng nó cũng không có thể là nó có lãi hoặc không có lãi nếu như anh chị em nào mà nhanh nhẹn có thể phân tích được cái trạc kỹ thuật vàng đấy vàng cũng phân tích được không có gì không phân tích được cả đó thì đến cái thời điểm hiện tại là gì vàng nó đang uh, vàng thế giới nó cũng đang gặp nó uh, nó cũng đang có những cái sự hỗ trợ khá là tốt và vàng miếng SJC thì đâu đó đang có khoảng tầm 64 65 triệu như vậy nó về khoảng tầm quanh vùng 63 theo ông nghĩ như vậy 63 62 có thể mua được thì vàng nó là một cái công cụ thanh toán rất là hữu ích nếu trong trường hợp cùng nói đơn giản như vậy trong trường hợp đất nước xảy ra chiến tranh trong trường hợp đất nước xảy ra loạn lạc thì vàng sẽ là công cụ thanh toán rất là hữu hiệu, hiệu đó chúng ta có thể đi ra nước ngoài chúng ta mang vàng đi cũng được nó ví dụ như vậy đấy là đấy là ví dụ nhá đó trong cái trường hợp như vậy thì vàng cũng là một cái kênh đầu tư một cái kênh tích lũy tất nhiên là vì vốn lớn thì mọi người đi buôn bất động sản nhưng mà với những nhà đầu tư nó vừa vừa đấy chia sẻ với như vậy giờ chúng ta có một tỷ thì chúng ta sẽ làm như thế nào đó thì đấy là câu chuyện mà anh chị em của chúng ta ở trên thị trường chứng khoán chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo không được hút cháo nóng mà chúng ta phải hút cháo lạnh và chúng ta hút cháo lạnh thì chúng ta sẽ có một cái đầu lạnh và chúng ta sẽ bình tĩnh để chúng ta xử lý trong những cái tình huống khó khăn của thị trường. OK và đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì trong thời điểm hiện tại nó cực kỳ khó khăn. Rồi à, phần thứ hai thì một vài cái chia sẻ nhỏ như vậy để các anh chị cũng hình dung được là trong 10 năm vừa qua thì Hùng đã phải tồn tại trên thị trường chứng khoán bằng những cái tư duy bằng những cái thích ứng ở trong cuộc sống để chúng ta có được cái sự cân bằng cho đến thời điểm hiện tại đó rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua cái phân tích kỹ thuật ở trong bản tin tuần video số 146 thì nhìn về mặt kỹ thuật thì đã có những cái dự báo rằng là tuần giao dịch video số 146 thị trường sẽ quay trở lại đó test cung đó test cung và những cái điểm test cung thì chúng ta cần phải tính toán đến ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như thế nào ví dụ như đối với vn30 và phái sinh thì chúng ta sẽ có cái mốc 1130 sau đó là 1120 ok anh chị thì chúng ta sẽ nhìn ở đây cái bức tranh tổng quan của chỉ số vn30 đó, chúng ta nhìn vn30 trước <laughs> ok anh chị thì ngay lập tức ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì vn30 đã lập tức trả về 1130 ở đây sau đó tiếp tục trả về vùng 1120 và khi vùng 1120 nó bị thất bại thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó đó là vùng 1905 đến vùng 1010 và các anh chị nhìn thấy đây khi nó chạm về đây thì có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Bốn lần chạm về đây thì nó nhấp nhứ có thể bật quay trở lại, tăng trở lại được nhưng đến phiên giao dịch của ngày thứ năm thì nó bắt đầu gì ạ? Nó bắt đầu có xu hướng bị mất cái vùng 1905 ở đây. 1905. Ok và đối với chỉ số phá sinh thì cũng hoàn toàn tương, tương tương tự như vậy các anh chị đó thì trong cái phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ hướng đến ở những cái vùng test kỹ thuật ở quanh vùng 1130 và sau đó 1120 thì các anh chị nhìn ra đây trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chỉ số vn30 bị mất 1130 chính vậy nên là nó tiếp tục đó à, chỉ số phái sinh à, có vùng hỗ trợ 119 1095 đến 1100 và về đến vùng này thì nó cũng như vậy hoàn toàn tương tự như vậy nó đã có những cái lực long lên từ vùng hỗ trợ kỹ thuật này cho đến khi là chỉ số này bị đánh mất ở vùng 1905 anh chị à, còn đối với chỉ số VN index chỉ số VN index ở đây thì Hùng đã có những cái phân tích à, dự báo về khả năng là index sẽ quay trở lại cái vùng à, 1100 và có phải à, trên thực tế thì chúng ta phải dự phòng thêm vùng 1080 bởi vì cái vùng 1080 này Hùng đã có phân tích ở trong bản tin tuần cũ à, thì chúng ta nhìn thấy đây à, khi mà index của chúng ta À, quay trở về vùng anh <laughs> anh chị à, quay trở về vùng 101 1100 thì nó có lực hồi ngắn và cái lực 1100 này bị mất khi cái vùng này bị mất thì ở à, cái xu hướng của chỉ số VN Index sẽ đi về vùng 1075 đến 1080 các anh chị nhìn thấy đây một điểm hồi hai điểm hồi ba điểm hồi và đến điểm thứ tư thì mới thất bại đó điểm thứ tư thì mới thất bại đó các anh chị đây và cái câu chuyện là khi mà vùng 1080 của index bị mất thì chúng ta sẽ có những cái dự báo phân tích về thị trường như thế nào. Đó, và kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ ba thì ông Lê đã có hai cái kịch bản cho thị trường, tức là kịch bản tích cực. Đó là kịch bản mà index sẽ phải tức là phiên giao dịch ngày thứ tư index phải công lại được vùng 1010 sau đó lấy lại được vùng 1122. Và đối với chỉ số VN30 và phái sinh thì phải lấy lại được vùng 1120 và sau đó 1140 đấy là những cái chỉ báo kỹ thuật mà thị trường của chúng ta cần phải lấy lại được ở trong phiên giao dịch của ngày thứ tư còn trong trường hợp mà kịch bản tiêu cực kịch bản tiêu cực thì thì thị trường của chúng ta tiếp tục mất các cái vùng hỗ trợ ngắn và khi các cái vùng hỗ trợ ngắn nó bị mất thì uh, chúng ta sẽ phải ngắm đến cái vùng hỗ trợ vùng đệm ở quanh vùng 1030 điểm. Mà trong trường hợp vùng 1030 điểm bị phá thì cái xu hướng là sẽ hội tụ ở vùng 980 đến vùng 1000 điểm, đó là cái phân tích dự báo khi mà <laughs> kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ ba. Thì anh chị em ở đây chúng ta sẽ nhìn vào cái kịch bản giao dịch uh, của index uh, trong phiên giao dịch ngày thứ thứ tư, đây anh chị. <laughs> đây chúng ta sẽ xem ngày thứ tư. Thì đây là ngày thứ hai này, đây ngày thứ ba này, đây ngày thứ tư. Thì trong ngày thứ tư đó, <laughs> đó thì nó đã lấy lại được các anh chị nó khi mà nó nó về đến vùng 1080 thì nó diện nó phục hồi lên tuy nhiên là diện đến phiên giao dịch của ngày thứ năm thì cái chỉ số này nó tiếp tục nó quay trở lại nó test lại cái vùng 1080 và cái vùng đệm 1080 này bị mất thì xu hướng nó sẽ đi về đó ông đã phân tích rồi đi về vùng 1030 tức là cái vùng hội tụ kỹ thuật của index VN30 và phá sinh hội tụ ở quanh vùng 1030 và như vậy là kết phiên giao dịch của ngày hôm nay thì bộ ba tham số chung của thị trường đã test lại vùng 1030 các anh chị đã test lại vùng 1030 đây tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì chúng ta đã phải có những cái kịch bản phân tích như vậy đó, kịch bản tích cực là như thế nào còn kịch bản tiêu cực thủng hỗ trợ thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về 1030 như vậy thì tuần này nó đang dừng lại vùng 1030. Vậy thì 1030 đã phải là đáy chưa? Chưa chắc các anh chị. Nhìn tín hiệu này chưa chắc. Và như vậy thì vùng 980 đến vùng 1000 điểm sẽ là vùng mà chúng ta cần phải đánh giá lưu tâm ở trong tuần giao dịch mới. Như vậy thì trên góc độ kỹ thuật ở đây là vùng 1030 tạm thời ở trong những cái tín hiệu uh, gì ạ? Tín hiệu cuối tuần thì nó đang có gì? Có những cái lực long lên, tức là những cái lực long này thì nó đã chạm lại được ở quanh 1050 và xíu soát chạm 1050 và nó sọt lại. Vậy thì nếu như gặp một cái kịch bản tích cực đó là trong tuần tới nó tiếp tục xây được cả cái vùng 1030 đến vùng 1050. Đó, nhưng trong trường hợp xấu, kịch bản xấu là 1030 bị phá vỡ thì cái thiên hướng mà về vùng 1000 đến 980 như vậy đấy sẽ là kịch bản mà chúng ta cần phải tính toán đến ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Và đối với chỉ số phái sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Ở đây nó có vùng 1030 và đây nó có vùng 1050. Như vậy ở trên à, về mặt góc độ tích cực nếu như chỉ số này tiếp tục à, long lên sọt xuống ở trong biên hẹp như này. Đó và nó vượt thoát được cái vùng 1050 thì đấy là kịch bản tiêu cực nhưng nó bị mất ở vùng 1030 ở đây. Lực sọt mạnh như vậy là vùng 980 đến vùng 1000 điểm sẽ vẫy gọi Đó, em này. Và đối với chỉ số VN Index cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị. Đó, phiên ngày hôm nay nó là <laughs> có thời điểm mà nó về gần vùng 1020 rồi cơ, chứ không phải 1030 đâu. Đấy, ở đây em xem nào. 1025, <laughs> 1024 gì đó. Tôi cứ khoanh cái vùng 1025 đến 1030 đi. Đó, thì như vậy nếu như trong cái kịch bản tích cực mà thị trường tạo được ở trong tuần tới, đó nó vẫn <laughs> có những cái điểm dập dìu ở quanh vùng 1025 đến khoảng vùng 1040 đó rồi sau đó nó test về vùng 1040 và nó rút chân lên lại được ở trên vùng 1050 thì đấy chúng ta sẽ à, như vậy thì đấy sẽ là một cái bản tích cực của thị trường ở trong cái tuần giao dịch mới nhưng trong trường hợp mà thị trường của chúng ta tiếp tục bị gì ạ à, sau những cái lực hồi lên và nó test lại và nó bị thất bại ở cái vùng 1025 thì xu hướng ở vùng 950 đến vùng 1000 điểm đó cũng sẽ là cái xu hướng của chỉ số index và tạm thời trong tuần tới thì chúng ta sẽ dừng lại ở những vùng quan sát hỗ trợ này đó các anh chị và trên tinh thần mà chúng ta đã view lại các cái mã cổ phiếu mùng đã có phân tích ở trên bản tin tuần thì chúng ta thấy rằng là gần như tất cả các mã ngành ở trong thời điểm hiện tại nó khó khá là khó để có những cái cơ hội đầu tư ở trong ngắn hạn nó chỉ có một số mã thôi và một số mã đó thì cũng đang cho những cái điểm mua test những cái điểm mua long những cái điểm mua tham dò ok như vậy là bản tin tuần này thì hùng lê sẽ tạm dừng tại đây à, tất cả các mã cổ phiếu các anh chị quan tâm các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần và để có thêm những cái thông tin bổ ích có thêm những cái phân tích về thị trường cũng như cổ phiếu thì hùng lê cũng kính mời các anh chị nhà đầu tư ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc, chúng ta sẽ về tại công ty cổ phần chứng khoán VPS về với team của ông Lê để chúng ta cùng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau và cùng giúp đỡ nhau trên cái con đường đầu tư cũng như trên cái hành trình mà chúng ta chinh phục các cái đỉnh cao của thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản tin tiếp theo.